Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm ngày 29 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin tức đáng chú ý sau. Tỉnh ủy Lâm Đồng hội nghị lần thứ 15 xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng góp phần tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Lâm Đồng tăng cường áp dụng công nghệ bảo quản chế biến rau quả, nâng cao giá trị xuất khẩu. Nhân văn chương trình gửi tiết kiệm vì người nghèo. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, thông tư điều chỉnh tăng giá trần vé máy bay chính thức có hiệu lực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị lần thứ 15 nhằm thảo luận xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Huyện ủy Đạ Tẻ, Lạc Dương, Đảng ủy khối doanh nghiệp, Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng khẳng định, những nội dung đưa ra tại hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ Lâm Đồng, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà còn trong các nhiệm kỳ tiếp theo. Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, cởi mở, tích cực đóng góp ý kiến, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn, làm rõ những khó khăn hạn chế vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời có những kiến nghị đề xuất để hội nghị cùng bàn bạc thảo luận giải quyết và đi đến thống nhất. Đối với dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 42 ngày 24 tháng 11 năm 2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Có thể khẳng định, thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm đến chính sách xã hội. Những năm qua, tỉnh cũng luôn quan tâm ưu tiên nhiều chính sách, nguồn lực để chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư tập trung phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, kết hợp với thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia. Để tập trung thực hiện tốt các chính sách xã hội trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh, dự thảo chương trình hành động đã xác định một số mục tiêu rất cụ thể. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu đề ra có thấp hơn, nhưng cũng có cao hơn so với nghị quyết của Trung ương. Đề nghị các đồng chí tập trung cho ý kiến việc đề ra các giải pháp thực hiện chính sách ưu đãi, phát triển bền vững thị trường lao động, việc làm, hệ thống an sinh phúc lợi xã hội đã đảm bảo khả thi hiệu quả chưa, cần bổ sung điều chỉnh gì. Về cái báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thi hành điều lệ Đảng 2011-2015, đây cũng là cái báo cáo rất là quan trọng. Và đây cũng là một cái nội dung đặc biệt quan trọng được tiểu ban điều lệ Đảng đại hội lần thứ 14 của Trung ương sớm chỉ đạo triển khai. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 100 ngày 12 tháng 12 năm 2023 để triển khai thực hiện trên cơ sở dự thảo báo cáo tổng kết do tổ biên tập tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của tỉnh đã dày công xây dựng, đề nghị các đồng chí cho ý kiến thực hiện công tác này đạt những kết quả quan trọng như thế nào. Công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng trong thời gian qua có những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc gì? Bài học rút ra là gì? Những lưu ý, giải pháp trong thời gian tới. Qua triển khai thực hiện, có ý kiến đề xuất gì thêm với Trung ương để sửa đổi điều lệ Đảng? Cần tập trung những vấn đề gì nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ đảng viên để tránh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ, rồi xây dựng cấp ủy, cơ quan, đơn vị thật sự trong sạch, vững mạnh. Hội nghị tỉnh ủy lần thứ 15 đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng như chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nghị quyết số 42 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thi hành điều lệ Đảng 2011-2025. Báo cáo tổng kết chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nghị quyết số 43 về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và các nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận thêm về các chỉ tiêu nước sạch, vệ sinh môi trường, các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, căn cứ pháp lý, mục tiêu, thời gian thực hiện của các dự án, công bố các quy hoạch cũng như công tác xây dựng Đảng.
Trong đó các giải pháp chỉ tiêu đề ra cần có sự nghiên cứu kỹ, đảm bảo phù hợp với điều kiện, khả năng, nguồn lực của địa phương, phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, quản lý chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền, sự giám sát thường xuyên của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp. Tập trung nghiên cứu chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác dân vận, nhất là tạo sự đồng thuận của nhân dân tại các địa bàn đang hoặc sẽ triển khai các công trình trọng điểm của tỉnh. Bám sát cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm công tác lãnh đạo chỉ đạo các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá cao các ý kiến thảo luận và đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, đồng thời lưu ý một số vấn đề cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới, như tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết số 28 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị năm 2024 để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục quan tâm phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa xã hội, làm tốt công tác giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tập trung huy động các nguồn lực xã hội và lồng ghép các chương trình dự án để tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự xã hội, nhất là an ninh nông thôn, cơ sở, xử lý tốt các vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm, không để phát sinh điểm nóng. Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý nghiêm minh đối với những người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Quan tâm công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, chú trọng việc tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục thực hiện tốt kết luận số 21, kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định của đảng về nêu gương, bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sáng tạo, tạo chuyển biến đồng bộ, thực chất. Phát huy tốt vai trò của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền, tập trung triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn nhấn mạnh. Khẩn trương triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế của từng địa phương và đẩy mạnh thu hút đầu tư. Triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư thi công các dự án công trình trọng điểm của tỉnh và các địa phương, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn trong phân bổ trong năm 2024 và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm để tạo động lực tăng tốc cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của các địa phương nói riêng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước, các giải pháp chống thất thu thuế, rồi quản lý sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng thời xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, đối tượng vi phạm theo đúng quy định, đặc biệt trong thời điểm hiện nay nguy cơ cháy rừng là rất cao, do vậy cần chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ cao. Các lực lượng được giao trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng phải phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ và thực hiện nghiêm với phương châm là 4 tại chỗ. Ngoài ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn đề nghị các đại biểu trên từng cương vị công tác tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, tiến hành chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2024. Những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Lâm Đồng tăng cường áp dụng công nghệ bảo quản chế biến rau quả, nâng cao giá trị xuất khẩu. Nhân văn chương trình gửi tiết kiệm vì người nghèo. Ngoài tiềm năng lợi thế của các sản phẩm nông sản đặc trưng, thời gian qua các doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng đã từng bước áp dụng máy móc, công nghệ trong khâu sản xuất chế biến. Vì vậy, nhóm mặt hàng liên quan đến rau củ quả của địa phương được đánh giá cao và có nhiều triển vọng tại các thị trường quốc tế. Năm 2023, mặt hàng rau quả của tỉnh đạt trên 60.000 tấn và trên 93 triệu đô la Mỹ, tăng trên 78% về lượng và trên 35% về giá so với năm 2022. Với các thị trường xuất khẩu chính như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hà Lan, Thái Lan và một số nước trong khu vực,
Theo các doanh nghiệp, ngoài những tiềm năng lợi thế về điều kiện khí hậu, đất đai đã tạo nên những sản phẩm nông sản có chất lượng, các doanh nghiệp của địa phương cũng đã chủ động đầu tư máy móc công nghệ sản xuất, chế biến, nhất là khâu chế biến bảo quản sau thu hoạch. Mặt khác, vị thế uy tín doanh nghiệp ngày càng tăng, sản phẩm ngày càng đa dạng, phong phú về chủng loại, mẫu mã, chất lượng. Thị trường chuỗi liên kết logistics được mở rộng, từ đó đã góp phần nâng cao giá trị cho ngành rau củ quả của địa phương. Với mục tiêu phát triển sản xuất hàng hóa thương mại giá trị cao, bền vững, với chuỗi giá trị mang tầm khu vực quốc tế, hình thành trung tâm sản xuất hoa hàng đầu khu vực Đông Nam Á, ngành hoa Lâm Đồng cần xây dựng và triển khai hữu hiệu giải pháp chiến lược bền vững và lâu dài. Mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, tổng diện tích canh tác hoa toàn tỉnh khoảng 3.900 đến 4.000 hecta, sản lượng khoảng 4,5 tỷ cành và 5 triệu chậu hoa các loại. Theo đó, vùng nông nghiệp thành phố Đà Lạt phát triển các loại hoa các cành truyền thống như hoa cúc, hoa hồng tại các làng hoa Vạn Thành, Hà Đông, Thái Phiên, Xuân Thành, Đa Thiện, mở rộng quy mô sản xuất tại xã Đà Sa, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương. Giải pháp trọng tâm phát triển bền vững ngành hoa Lâm Đồng đến năm 2030 được ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng xác định đó là tăng cường công tác quản lý nhà nước để xây dựng kế hoạch cho các vùng sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao, kêu gọi các nhà sản xuất vào các khu vùng sản xuất hoa công nghệ cao, tập trung các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy hoạch, ưu tiên đầu tư nâng cấp những công trình có nhu cầu bức thiết phục vụ sản xuất, quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng đối với các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách trong hỗ trợ đầu tư phát triển hoa công nghệ cao thông minh. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 1 tháng 3, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức phát động tháng gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Có thể khẳng định, gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo là hoạt động thiết thực ý nghĩa nhân văn, được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cùng với các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhận ủy thác triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh mỗi dịp đầu xuân. Với phương châm, một người gửi một ít, nhiều người sẽ tạo nên nguồn lực lớn, sức mạnh tổng hợp. Chương trình tháng gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2024 được kỳ vọng sẽ tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo các đối tượng, tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhiều năm nay cứ mỗi lần tổ chức chương trình gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo, ông Nguyễn Tứ ở thành phố Đà Lạt luôn tích cực tham gia. Bởi theo ông Tứ, không chỉ đơn thuần là việc dành dụm gửi tiết kiệm, tích góp để trang trải cho cuộc sống, mà còn là hoạt động để góp thêm nguồn lực cho địa phương bổ sung tín dụng chính sách hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất vươn lên trong cuộc sống. Trên này nó rất có ý nghĩa với người nghèo. Bởi vì mình góp vốn vô rồi cho người nghèo họ vay lại. Còn nếu mà đồng tiền mình để trong nhà cũng như không. Gửi vô đây phần người có lãi mà phần người tiếp đỡ cho người nghèo. Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo là hoạt động thiết thực được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cùng với các tổ chức chính trị, hội đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn tỉnh triển khai. Với phương châm, người gửi ít thì vài trăm vài triệu, người nhiều thì vài chục triệu. Không đơn thuần chỉ là gửi những khoản tiền nhỏ dành dụm được của mình để tích lũy, mà việc làm này còn có ý nghĩa cao hơn, đó là thể hiện thông điệp nhằm chung tay vì người nghèo. Sau 3 lần tổ chức từ năm 2021 đến nay, chương trình gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền trên 200 tỷ đồng. Thì em thấy là cái hành động mà gửi tiết kiệm tiền như thế này thì có rất nhiều ý nghĩa. Nhiều người tiết kiệm lại với nhau thì sẽ thành một cái quỹ lớn có thể giúp đỡ được rất là nhiều người. Năm nay, tháng gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo tại tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Địa điểm nhận tiền gửi tại trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn và các điểm giao dịch xã theo lịch cố định. Mục tiêu của chương trình nhằm tiếp tục tạo nguồn lực, đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực, tạo lập bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội trên tinh thần chung sức đồng lòng của các tổ chức cá nhân cùng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. So với những năm trước thì năm nay cái tháng gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo, ngoài sự tham gia của 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội, còn có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn Lao động các cấp. Thì cái việc gửi tiền sẽ thực hiện trong một tháng và người dân không phải đến ngân hàng trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội để gửi tiền mà có thể thực hiện tại các điểm giao dịch xã, tại Ủy ban Nhân dân, xã phường thị trấn trong toàn tỉnh vào một ngày giao dịch cố định. Và người dân cũng có thể tham gia gửi tiền thông qua cái mobile banking. Thì với cái sự vào cuộc tham gia của
cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Kỳ vọng sẽ mang được cái sự lan tỏa sâu rộng đến toàn thể các doanh nghiệp, cơ quan cũng như người dân trên địa bàn để tập trung được cái nguồn lực, thực hiện tốt các hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Năm 2023, dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt trên 5.800 tỷ đồng, với trên 100.000 khách hàng là đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn. Thực tiễn khẳng định, thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Cùng với sự nỗ lực của người dân, hơn hết phải kể đến vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách. Đây thật sự là đòn bẩy để giúp cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách có thêm điều kiện, động lực để vươn lên trong cuộc sống. Chương trình tháng gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm nay cũng chính là nhằm thể hiện thông điệp để mỗi người bằng những việc làm thiết thực thể hiện hành động nhỏ, ý nghĩa lớn để chung tay vì người nghèo. Tối ngày 28 tháng 2 tại Thái Lan, Hiệp hội Festival và Sự kiện Quốc tế khu vực châu Á đã trao tặng chứng nhận giải thưởng thành phố lễ hội của châu Á cho thành phố Đà Lạt. Trước đó, vào tháng 12 năm 2023, thành phố Đà Lạt đã gửi hồ sơ tham dự giải thưởng Festival châu Á. Festival Hoa Đà Lạt đã được công nhận ở hạng mục Festival Hoa và Vườn Đẹp Nhất và lọt vào nhóm 5 thành phố Festival ấn tượng của châu Á. Festival Hoa là một hoạt động tôn vinh giá trị của hoa và nghề trồng hoa nhằm kêu gọi đầu tư vào ngành trồng hoa Đà Lạt, cũng như quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp của thành phố, văn hóa con người Đà Lạt, góp phần tạo điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, tạo động lực cho ngành dịch vụ du lịch phát triển, thương hiệu rau hoa Đà Lạt tiếp tục phát triển. Festival Hoa Đà Lạt lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2005, sau đó được tổ chức 2 năm một lần nhằm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, ký kết các hợp đồng sản xuất tiêu thụ rau hoa, xây dựng các điểm tham quan làng hoa, vườn rau, hoa áp dụng công nghệ cao, hình thành các tour du lịch mới hấp dẫn, ấn tượng. Đến nay, thành phố Đà Lạt đã tổ chức thành công 9 kỳ Festival Hoa với chủ đề thay đổi theo từng kỳ. Bên cạnh đó, lượng khách đến với Festival Hoa Đà Lạt đều đạt con số cao từ 300.000 đến 400.000 khách du lịch trong mỗi kỳ lễ hội. Sáng nay 29 tháng 2, Trường Cao đẳng Đà Lạt tổ chức cuộc thi Hội giảng Nhà giáo cấp trường năm học 2023-2024. Cuộc thi nhằm tạo mục tiêu giúp cho đội ngũ giảng viên xây dựng quy trình giáo án, quản lý chất lượng, số hóa hồ sơ phục vụ công tác đào tạo, góp phần đưa Trường Cao đẳng Đà Lạt trở thành trường cao đẳng chất lượng cao trong thời gian tới. Hội giảng cấp trường lần thứ nhất năm học 2023-2024 với sự tham gia của các nhà giáo đến từ 10 khoa và trung tâm đào tạo lái xe của 3 tiểu bang dự thi với 14 bài giảng như ghép xe ngang vào nơi đổ, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh dẫn động thủy lực, thể dục liên hoàn 32 nhịp và một số bài tập bổ trợ chạy ngắn. Quy trình khử trùng vào mẫu đế hoa cúc, phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non, vận động theo nhạc, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho trẻ vào trường tiểu học. Từ những bài giảng dự thi lần này sẽ giúp các giáo viên, giảng viên khẳng định bản thân thông qua năng lực nghề nghiệp, tăng cường giao lưu học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm và phương pháp giảng dạy trong nhà trường, từ đó góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, hoàn thành tốt vai trò đào tạo nghề nghiệp tại địa phương. Hội giảng nhà giáo cấp trường sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 3 và những bài giảng xuất sắc nhất sẽ được chọn để tiếp tục tham dự hội giảng nhà giáo cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, Trường Sa cách đất liền hàng trăm hải lý. Những con tàu mang trong mình sứ mệnh là cầu nối Trường Sa và đất liền đã và đang kiên cường vượt sóng để hoàn thành sứ mệnh ấy. 10 năm qua, tàu 561 được mệnh danh là Bệnh viện di động trên Biển Đông, thuộc Lữ đoàn 955, vùng 4 Hải quân. Không chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển thông thường, con tàu này còn mang sứ mệnh thăm khám và chữa bệnh cho quân dân trên các vùng biển đảo của nước ta. Việt Nam là một trong 8 quốc gia hiếm hoi trên thế giới sở hữu con tàu này. Chữ thập đỏ là biểu tượng riêng biệt của tàu 561. Tàu 561 của Hải quân Nhân dân Việt Nam được trang bị thiết bị y tế và nhân lực khám chữa bệnh ngang với một bệnh viện tuyến huyện. Khi tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển thì cũng rất nhiều lần đã được giúp đỡ bà con ngư dân trên biển, cũng như là tham gia các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, cũng như cứu hộ cứu nạn cho bà con ngư dân ở các điểm đảo khi hoạt động có thể là hỏng máy, rồi có thể là bị tai nạn trong đánh bắt thủy sản. Tàu có chiều dài gần 71 mét, rộng hơn 13 mét và nặng hơn 1.500 tấn, thiết kế tinh gọn nhưng hiện đại.
Khu bệnh viện nằm ở trung tâm của con tàu với nhiều phòng chức năng. Đi vào hoạt động từ đầu năm 2013, tàu có đầy đủ các phòng chức năng như phòng khám, hồi sức cấp cứu, phòng siêu âm, phòng mổ, các phòng chuyên khoa với gần 20 giường bệnh. Một trong những phòng giá trị nhất của khu bệnh viện là buồng giảm áp, nhỏ nhưng rất hữu dụng trong các trường hợp cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn sâu. Với chức năng của một bệnh viện thu nhỏ, nhiều năm qua, tàu 561 đã cấp cứu, hỗ trợ rất nhiều ngư dân đánh cá trên biển gặp nạn. Nhiều năm để thực hiện nhiệm vụ trên con tàu, thì chúng tôi cũng đi khám chữa bệnh toàn bộ quần đảo và nhà giàn JK1 cho ngư dân trên biển. Thì có trường hợp bị ngư dân bị tai nạn khi sóng lắc và ngã, thì đập chấn thương sọ lão, thì trường hợp ấy bị hôn mê, thì trong thở tự nhiên là đang yếu và suy hấp, nên là chúng tôi dịp đấy chúng tôi là có mở nội khí quản tại cấp cứu, xong là đưa vào Trường Sa lớn để bệnh viện 175 tiếp tục cấp cứu và máy bay ra chuyển vào bờ. Không chỉ là tàu bệnh viện, tàu còn đảm nhận các nhiệm vụ khác như vận tải chở quân, chuyển lương thực thực phẩm, nước ngọt cho các đảo, nhà giàn, cũng như tham gia các đợt diễn tập quốc tế. Tàu 561 đấy là tàu vận tải tổng hợp kim quân y, tàu tiếp tế các lương thực thực phẩm, đồ tươi, đồ đông lạnh và đồ khô cho các đảo và nhà giàn. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, vận chuyển các thương bệnh binh trên các đảo, nhà giàn và các tàu ở trên biển. Trường Sa cách đất liền hàng trăm hải lý, những con tàu mang trong mình sứ mệnh là cầu nối Trường Sa với đất liền đã và đang kiên cường vượt sóng để hoàn thành sứ mệnh cùng quân dân giữ gìn và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những nội dung chính sẽ có trong phần tin trong nước. Kỳ vọng kinh tế tập thể cho nông nghiệp. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, thông tư điều chỉnh tăng giá trần vé máy bay chính thức có hiệu lực. Chính phủ Indonesia sẽ nhập thêm 1,6 triệu tấn gạo năm nay để bình ổn giá trong nước. Và đây là cơ hội cho gạo Việt. Theo Thương vụ Việt Nam tại Indonesia, như vậy tổng hạn ngạch gạo Indonesia sẽ nhập vào năm nay là 3,6 triệu tấn từ các thị trường. Theo cơ quan thương vụ, Indonesia sẽ sớm mở thầu mua thêm gạo, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt. Tháng trước, chính phủ nước này mua 500.000 tấn gạo, trong đó Việt Nam trúng thầu cung ứng hơn 300.000 tấn. Năm 2023, Indonesia là nhà nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam với sản lượng trên 1,1 triệu tấn. Từ ngày 1 tháng 3, thông tư 34 của Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh tăng giá trần vé máy bay chính thức có hiệu lực. Theo đó, các đường bay có khoảng cách dưới 500 km có mức giá trần là 1,6 triệu đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1,7 triệu đồng một vé một chiều với các đường bay khác. Các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng giá từ 50 đến 250.000 đồng một vé một chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài của từng đường bay. Trong bối cảnh mức giá máy bay nội địa ở mức cao như hiện nay, nhiều người lo ngại việc tăng giá trần sẽ khiến mặt bằng giá vé tiếp tục tăng cao. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, từ nay đến năm 2025, cả nước có 50 huyện và hơn 1.200 xã sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập nhằm tinh giản bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ công. Trong 50 huyện sẽ sắp nhập thì có 11 huyện bắt buộc, 16 huyện khuyến khích và 23 đơn vị liên kề. Sau sắp nhập, toàn quốc dự kiến giảm 14 huyện. Về cấp xã, tổng số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 1.243 đơn vị, trong đó 738 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 109 đơn vị khuyến khích và 396 đơn vị liên kề. Sau sắp xếp, dự kiến giảm 619 đơn vị. Bộ Nội vụ cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2025 phải hoàn thành trước tháng 10 năm 2024. Để hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tuyên truyền tốt để người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đồng thuận. Sau sắp nhập, địa phương sớm ổn định đời sống nhân dân và có chính sách phù hợp với cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở vật chất và trụ sở dồi dư. Từ giữa tháng 2 đến nay, tại một số địa phương ven biển của tỉnh Ninh Thuận đã xuất hiện lượng rong biển dày đặc. Người dân vùng biển cho đây là lộc biển.
Năm nay lượng rong biển dạt vào bờ khá nhiều, lại được giá nên giúp người dân có thu nhập đáng kể. Ngay từ sáng sớm trên các rạn và bờ biển ở các thôn Từ Thiện, Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam đã nhộn nhịp cảnh người dân vớt rong biển. Người dân ở đây cho biết lộc biển chỉ xuất hiện từ cuối tháng 2 đến tháng 6 hàng năm và được chia thành nhiều loại khác nhau như rong mơ, rong xanh, rong câu chân vịt. Sau khi thu nhặt, người dân sẽ phơi khô và được thương lái thu mua đưa về các nhà máy chế biến thực phẩm, nước giải khát và thức ăn gia súc, phân bón. Năm nay, rong biển được thương lái thu mua với giá trung bình 7.500 đồng một ký, giúp người dân có thể kiếm được từ 300 đến 500 ngàn đồng mỗi ngày. Năm nay là coi như rong nó có giá hơn, ký là nó thu là 7.500 một ký, là khô á. Chúng mình người kiếm được 500, còn gia đình mà nhiều thì kiếm được nhiều hơn. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân, vẻ đẹp của những cánh đồng rong biển cũng trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách, nhất là các bạn trẻ đến chụp ảnh trải nghiệm. Tạo rêu rất là đẹp, là rạn ra biển, không chỉ là bãi rêu mà ở mình chỉ có hang rái, bình hy, rất là đẹp. Mời mọi người đến lên Ninh Thuận nha. Phấn khởi vì thu được lộc biển, người dân các vùng biển ở đây cũng nhắc nhở nhau nâng cao ý thức trong việc khai thác đi đôi với bảo vệ nhằm giảm thiểu tác hại đến môi trường biển, với mong muốn mỗi năm lộc biển lại càng nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.